Hello teacher. Và bây giờ mình sẽ xem bài tập của bạn được nhé. He was having dinner. Được rồi, câu này chính là thì quá khứ gì nhỉ? Quá khứ tiếp diễn, được chưa? She is cooking. Được rồi này, đây là thì hiện tại tiếp diễn này. Câu này nha, bạn ghi lại này. Cái từ quá khứ của leave phải là gì? Left. Được chưa? Leave này, left và left. Leave, left, left. Cái này học thuộc. Câu số 29 ở đây mình thấy since, thì là thì gì nhỉ? Khi có since là thì gì đây? Thì hiện tại. Thì hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành, đúng chưa? Về trước since là hiện tại hoàn thành này, sau since là quá khứ đơn, nhớ nhá. Trước since hiện tại hoàn thành, sau since quá khứ đơn, vậy ở đây phải là gì? Has been. Has been. Yep. You know that means it was working here for 6. Nào, khi có for cộng một khoảng thời gian cũng là thì gì? For cộng thời gian là thì gì đấy? Hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành phải là như nào? Yes. Yes. Working. À, work. Tại sao lại cần gì phải word start ở đây sai rồi? Start là động từ thường, phải là gì? Started chứ. Được chưa? Bạn lưu ý lại nhá, học kỹ lại cho cô quá khứ đơn này, hiện tại hoàn thành và quá khứ tiếp diễn. Đấy là những cái thì mà sẽ xuất hiện rất nhiều đấy. Nghĩa là nó là thuộc dạng bài hơi nâng cao hơn một chút. Ba cái thì đấy. What is Ba Bể Lake? It's the largest lake in Vietnam. Lần sau cố cứ thế hết ra cho cô nhé, không để lúc đi thi mà viết tắt như này là người ta sẽ trừ điểm đấy. Where is it? It is a mountain. Ở đây cái chữ này bạn viết sai này, người ta dùng từ mountainous mà. Mình ở đây ghi là mountainous là sao? Đúng không? Nhìn thấy chưa? Mình đang viết sai chính tả này. How can we visit the small village Bắc Ngô of Tây Minority? They can... How can we... Mình không ghi là dây mà chúng ta, nếu như mà người ta hỏi we thì mình cũng ghi là gì? Là we. Ta đang hỏi chúng ta có thể thăm ngôi làng nhỏ như nào thì mình cứ trả lời là chúng ta có thể. So we can stay overnight in a local still house. Thế thôi. What can we visit during the boat trip on Ba Bể Lake? Khi người ta hỏi we mình cũng trả lời là we. Hoặc là mình có thể trả lời là một là we hay là you nhá. Đấy chứ không tự nhiên lại dây đâu. Bạn có thể đi thăm những gì trong cái chuyến đi thăm hồ Ba Bể thì bạn phải biết là gì. Không thể nào tự nhiên là chúng ta có thể lên tàu được, không thể nào là chúng ta lên thuyền được. Nhưng mà người ta hỏi là bạn có thể đi thăm những cái gì cơ. Thì ở đây, đây có từ during như này. Can enjoy the wonderful lands. During the boat trip you can be doing the cái gì đầu đặng waterfall đây này. Được chưa?
Người ta hỏi là trong cái during the boat trip này, trong suốt cái chuyến đi trên thuyền thì bạn có thể đi thăm những cái gì? Thế nghĩa là bạn có đi thăm cái waterfall này, bạn đi thăm thác nước này này. Được chưa? Đấy. Ta đang hỏi cái during boat trip này. Khi làm bài này nhá, là bài dễ thì con phải làm cẩn thận hơn cho cô nhá. Để tránh cái việc sai. Cái bài này nhá sẽ là một bài khó hơn một chút này, không biết liệu bạn có làm được chưa. Cái dạng này là người ta yêu cầu phải chia từ danh từ, ví dụ nhá, danh từ sang động từ, tính từ hay trạng từ, nói chung là bạn phải xác định được là trong câu đang dùng từ loại gì và chia các từ trong ngoặc đấy sang loại đấy. Đây là một bài rất dễ bị xuất hiện đấy, nhưng mà đây là một dạng bài khá khó, đòi hỏi là phải học rất kỹ, nên hiện tại cô chưa cho bạn làm bài này vội. Cái bài này thì chỉ có thể là tự con phải học thuộc rất nhiều từ vựng. Bài này mà không học thuộc từ vựng là không làm được. Bây giờ sẽ làm cho cô bài này nhé. Đây. Vâng. Làm cẩn thận nào. Cái này là nó về một gì? Một cái xưởng thổi thủy tinh ý. Bạn có biết người ta thổi thủy tinh không? Thổi thủy tinh ạ? Làm cẩn thận vào cho cô nhé. Nào, chú ý vào nào. Đang làm đây chưa đúng đâu nhá. Bây giờ bạn nhớ cái mẫu này, cô nghĩ là bạn cũng đã phải học mấy lần rồi. Tháng trước này bố của Lan đúng chưa? Chấm 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 cô ấy đến factory là cái gì? Là nhà máy ạ. Thế thì ở đây mình có thể hiểu là bố của ấy như nào, cô ấy nhà máy? Đưa. Thế đưa phải là từ nào? Làm kỹ vào nhá, đừng có để, đừng có mất tập trung đấy. Bài này không phải bài khó lắm đâu. Tiếp. Smash nghĩa là gì đây? Biết từ này chưa? Đã đập vụn. Thế đập đã vụn. Đập vụn thành những gì? Into. Làm đi.
Tiếp này, mix là gì đây nhỉ? Mix là trộn cùng. Thế từ trộn với là thì dùng dạng dạng nào đây? Quýt. Vậy làm đi, sao làm nhanh lên. Biết tiếp theo temperature là gì đây con nhỉ? Cái từ này học rồi nhá. Nào, bây giờ mình chữa bài nhá. Câu 1 này, bây giờ bạn nghe kỹ cô dịch nhá. Tháng trước này, bố của Lan đưa cô ấy đến một xưởng thủy tinh, được chưa? Một nhà máy thủy tinh đấy. Đưa này, Trúc này. They visited the recycling workshop. Bọn họ đã đi thăm cái gì đây nhỉ? Cái phân xưởng như nào? Recycling là tái chế, đúng chưa? Những cái mà mảnh thủy tinh bị vỡ ấy, đấy, thì được gì? Đập vụn, đập vỡ thành những mảnh nhỏ, được chưa? Thành những là into này, and the glass và thủy tinh này, thì được rửa, was washed, được rửa nhá. With a particular detergent liquid, bởi một cái dung dịch nước rửa đặc biệt, được chưa? Sau đó, it was dried up, nó được làm khô and mixed with, và được trộn cùng với một số những cái gì nhỉ? Chất hóa học này. The mixture was put into a very furnace, là cái lò nhá. Đây là cái lò này. Để melt là gì đây? Để gì? Để làm tan chảy, được chưa? Thành gì? Thành chất lỏng. Con nhớ cho cô từ temperature nghĩa là gì nhỉ? Nhiệt độ, khi nói về nhiệt độ mình sẽ dùng high và low nhá. Nếu như nhiệt độ cao dùng là high, còn nhiệt độ thấp gọi là low temperature, được chưa? High temperature. Nhưng đây trong lò nướng nên là high hả cô? Tất nhiên, trong lò nên chúng ta phải dùng high, đúng chưa? Đấy. Nghĩa là trong cái lò nó phải rất là nóng thì nó mới có thể làm cho thủy tinh nó gì? Chảy, melt, thành liquid, thành gì? Một cái chất lỏng. Những cái người thợ thủy tinh này sau đó sẽ dùng một cái, sẽ dùng những cái pad, là những cái gì nhỉ, ống rất là dài để gì, để thổi nhá, phải là blow, được chưa? Cái những cái chất lỏng này thành gì, những cái thành các cái dạng khác nhau. Nghĩa là người ta thổi thủy tinh ý, người ta sẽ thổi cái chất lỏng đấy, được chưa? Xong rồi bắt đầu nó phồng lên, thổi nó cũng ra hình á cô. Đấy, thổi như ra hình, thổi như thổi bóng ấy, được chưa? Đấy. Còn thổi mãi em chả thổi ra được. Ngọ thổi ghê. Nói chung là cái này thì nói đây là nghề của người ta, được chưa? Đấy, đây là bạn nhớ là bài này là nói về thổi thủy tinh. Đấy, nên người ta sẽ dùng những cái pads, là những cái ống nhá, ống dài, như để người ta thổi thủy tinh đấy, để blow. Đấy. Đấy thì ở đây cần phải nhớ cho cô những cái gì. Đưa ai đến đâu bạn dùng take nhá. Ví dụ take somebody to somewhere, được chưa? Đừng có để nhầm nữa. Tiếp này, mixed with, để cho trộn với cái gì, mixed with này. Còn nói về temperature, nói về nhiệt độ phải dùng high và low, được chưa? Nhiệt độ cao là dùng high temperature này, nhiệt độ low là low temperature. Đấy, đây là những cái mà mình phải lưu ý. Đây, bây giờ bài này sẽ là bài viết lại câu sao trọng nghĩa không đổi nhá. Bây giờ câu này này, tôi hoàn thành cái công việc này trong vòng 3 tháng, được chưa? Thế đây là chỉ là một câu ít chúc ấy. Ít chúc somebody, gì nhỉ? Thời gian to do something, nhớ mẫu câu đấy chưa? Mẫu câu này là mẫu câu chuyển từ has này thăng ze, gì ze, i, ze, a ấy, là có ấy, được chưa? Câu này này, New York có nhiều tỷ phú hơn Tokyo, thế thì chuyển thành sẽ là Tokyo có gì?
New York có nhiều tỷ phú hơn Tokyo, vậy Tokyo sẽ có như nào? Nghèo hơn New York. Phải là nghèo hơn, phải là có ít tỷ phú hơn New York nhé. Thì bây giờ bạn phải xem cái từ có ít thì là hết gì, ít sẽ là gì, ngược nghĩa về more là gì, được chưa? Tiếp này, mẫu câu tiếp là used to. Used to hôm trước mình cũng đã check rồi, mở ra làm lại nhá. Tiếp, remember cộng gì cũng học rồi, được chưa? Đây là dạng mẫu câu hỏi đuôi, thì câu 45 câu hỏi đuôi mình cũng chưa học thì mình cũng chưa làm. Bây giờ con cố làm cho cô trước 41 đến 44 nhá. Làm thật cẩn thận vào đấy, toàn những cái học rồi nhá. Câu 45 thì bây giờ mình chưa làm vụng. 45 nó đang là mẫu câu hỏi đuôi mình chưa học, mình chưa làm. Để làm đi nhá. Để ý xem nào. Sau to là to verb thì làm sao mà còn end nữa, đúng chưa? Làm cẩn thận mày nhá. Rồi, câu 2 này. There are a lot of tables in the cafe. Đúng rồi này, tiếp. Câu 3 làm cho cô tiếp. Thank you.
Rồi câu 44 này is used to live, được chưa? Đã từng sống ở vùng quê khi ông ấy còn nhỏ. Bây giờ câu 43 này, bây giờ trước tiên nhé, bạn phải xác định là từ billionaire này là tỷ phú. Đây là số số nhiều đúng không? Đấy, cái này đếm được hay không đếm được nhỉ? Ví dụ người tỷ phú là đếm được hay không đếm được đấy? Không đếm được à? Tỷ phú sao lại không đếm được? Ví dụ có 1 người tỷ phú, 2 người tỷ phú, 3 người tỷ phú, đây là nói về người phải đếm được chứ. Được chưa? Nhìn thấy chữ ES không? À nhìn thấy chữ S không? Đếm được nhá. Khi mà đếm được ít hơn mà đếm được dùng từ gì nhỉ? Less. Less là dùng cho không đếm được rồi. Dùng gì? Fewer nhá. Nhớ kỹ, less là dùng cho không đếm được, nhớ chưa? Vâng. Thế đây làm đi. Tokyo có ít tỷ phú hơn New York, bây giờ bạn làm xem. Được chưa? Đấy, cả ở đây người ta đang cho một chữ N, bạn đang viết thừa hai chữ N này. Khi mà chép từ trên xuống phải chép cho cẩn thận nhá. Thế bây giờ thế thì cái cần ôn là cái gì? Chúng ta nhớ kỹ cho cô này. Less nghĩa là ít hơn, được chưa? Nhưng dùng cho từ không đếm được nhá. Tiếp này, fewer cũng là ít hơn nhưng dùng cho danh từ số nhiều đếm được. Phân biệt kỹ hai cái này đấy. Này bây giờ là nó vẫn đang có lỗi, nhìn kỹ không ở đây. It took somebody xong cộng thời gian luôn nhá. Thì có cần in ở đây không? Không. Cộng thời gian luôn, thời gian chỉ là 3 months thôi, nhưng mà 3 months bạn đang thiếu gì? Thiếu chữ S ở đây, 3 tháng là số nhiều mà. Được chưa? Chú ý thật kỹ đấy, đừng để sai lâu dâu, đang sai lâu dâu. Rồi bây giờ làm cho cô bài này đi. Thank you.
Có làm có 4 câu đăng không? Có làm luôn, làm cả 4 năm. Rồi bây giờ mình sẽ chữa nhé, để ý kỹ này. Bây giờ nhớ cho cô cái từ này, grandparents, do chữ cuối là chữ T nhá, nên là S ở đây phải đọc là S, được chưa? Brothers, đây là âm Z này, uncles, Z này, fathers, cũng Z, vậy phải đáp án gì? Grandparents. Request, project, next, exciting, được rồi này. Rồi these, đây là âm G đúng không? Còn đây là âm S. House, rồi này, đây là danh từ đúng chưa? Ba cái còn lại là động từ. Câu 5 mình sẽ là đọc cho đáp án là Korea. Tại sao? Đây là tên của quốc gia Hàn Quốc nhá. Đây là tên của một quốc gia, còn ba cái từ này là tính từ hết. Nghĩa là thuộc về gì nhỉ? Thuộc Nhật Bản này, hay là thuộc Scotland, hay là thuộc Hà Lan, được chưa? Đấy, còn đây là tên của quốc gia, đây là danh từ, còn ba cái này là tính từ. Được chưa? Tiếp làm cho cô từ 6 đến 11. Cô 11 chú ý kỹ nhớ là mẫu câu xin cô vừa dạy nhé, trước xin như nào, sau xin như nào. Nào, bây giờ bắt đầu chữa, chú ý này. Chị tôi thích đi xem phim ở rạp đúng không? Nhưng tôi lại thích đi, tôi lại thích xem phim ở nhà này, xem TV ở nhà này, được rồi. Nhớ kỹ nhá, mẫu câu good at, bad at, được chưa? Good at, bad at, giỏi về cái gì hoặc tệ về cái gì này. Bạn thích xem chương trình, bạn thích xem thể thao gì ở trên TV? Ok. Don't tease the animal, đừng có chọc ghẹo gì động vật khi bạn đi đến sở thú này. Câu này mình sẽ là dùng từ fit nhá, fitter. Bạn có thể ghi vào fit có nghĩa là khỏe mạnh, được chưa? Đấy, hay là cân đối, nghĩa là nói về gì? Thể chất ấy, nói về thể chất cơ thể. Đấy. Ở đây có nghĩa là
Chơi thể thao giúp chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn nhá. Còn bạn không có fitness ở đây được, tại sao? Fitness là so sánh nhất, thì mà so sánh nhất thì mình cần có gì? Có dơ, đúng không? Mà đây làm gì có dơ? Tất cả nó cũng chỉ giúp mình được khỏe mạnh cân đối hơn thôi, chứ không thể nào mà giúp mình khỏe mạnh hay cân đối nhất được, đúng không? Mình chẳng biết ai là khỏe nhất trên thế giới này được mà mình có thể so sánh. Tiếp này, nhớ kỹ cho cô nhé, khi có since trước, since là hiện tại hoàn thành, sau since là quá khứ đơn, được chưa? Đấy, I have known her since I was a student. Tiếp này làm cho cô tiếp từ câu 12 cho đến câu 15 nhé. Cái mục câu this is the first time cô cũng dạy rồi nhá. Câu 12 được rồi này, câu 13 được rồi này. Nhớ cho cô nhá, this is the first time, được chưa? Là sau đấy cũng dùng gì hiện tại hoàn thành, được chưa? Nhìn thấy hiện tại hoàn thành chưa? Câu này nhá, thường sẽ là phải nói là tôi thường chơi bóng đá khi tôi có thời gian rảnh. Thời gian rảnh phải là gì? Time nhá, bạn có thể ghi vào này. Chúng ta có 3 từ chỉ thị chỉ với thời gian rảnh là free time bằng với gì? Free time bằng với gì? Spare time. Đấy, đều là thời gian rảnh nhá. So he looks very sporty, đúng chưa? Looks trông anh ấy rất là thể thao. Đấy, trông có vẻ rất là giỏi thể thao. Một tính từ sporty. Thank you.
bài của bạn là bạn phải chia được, chia các từ này nhá theo thể, theo dạng từ thích hợp nhá. Ví dụ này, từ beaches ở đây là các bãi biển đúng không? Nó là một danh gì? Từ này nghĩa là dạng từ loại của nó là gì nhỉ? Beach ý, bãi biển ý, từ loại là gì? Là danh từ ạ? Vậy trước danh từ cần cái gì? Bổ nghĩa cho danh từ là gì nhỉ? Bây giờ ví dụ câu hỏi nhá. A pretty girl. Girl đây là danh từ đúng chưa? Cái pretty ở đây là một gì? Ví dụ một cô gái xinh đẹp. Cái này là gì? Tính từ ạ? Rồi, thế ở đây bạn có thể hiểu là như nào? Tính từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ, được chưa? Thế ở đây có nghĩa là bạn cần từ beauty phải chuyển thành gì? Beautiful, được chưa? Tiếp này. Ô nhiễm, sự ô nhiễm không khí. Bây giờ bạn cần cái từ pollute, bạn phải chuyển thành gì? Sự ô nhiễm, chuyển thành danh từ. Có pollute là gì nhỉ? Có biết từ đấy chưa? Pollution, được chưa? Là sự ô nhiễm. Tiếp này. Mùa xuân thì ấm hơn mùa gì? Mùa thu, vậy từ ấm hơn đâu? Chia đi xem nào. Tiếp này, summer là mùa nóng nhất trong năm. Nóng nhất thì biết như nào, được chưa? Câu 18. Tiếp này, bây giờ bạn nhìn thấy ở đây, A ở đây là xuống cho danh từ số gì? Số nhiều hay số ít? Từ A số nhiều ạ? Thế thì bạn phải chia nhá, xem chút số nhiều là gì. Tiếp, tôi đi thăm bố mẹ, à tôi đi thăm ông bà một lần một tháng. Từ một lần phải viết như nào đấy, sửa lại nhá. Để tất cả các từ cô hướng dẫn tôi đây làm đi. Từ pollution đang viết sai, chính tả này đã có chữ U cơ mà. Nên là khi mà cậu gặp cái dạng bài này, nhớ cho cô nhá, phải thuộc được các cái vị trí của động từ, danh từ, tính từ này, trạng từ, được chưa? Nắm được vững, rất vững ngữ pháp thì bài này sẽ làm được thôi. Phải nắm được vững được ngữ pháp và từ loại, luôn luôn phải học kỹ vào, học không qua loa được đâu. Nào bây giờ làm cho cô bài nhá. Nối. Các câu hỏi là câu trả lời. Câu 21 xem nào, đọc luôn đáp án thế nào. Chương trình yêu thích. Tiếp câu 2, tại sao bạn thích chương trình đó? Tại sao thì đáp án nào luôn. Chưa đúng, phải là why gì. Rồi tiếp. How many hours a day do you watch? Bạn xem một ngày bao nhiêu tiếng? Cái nào nói về tiếng đây? Các bạn nào nhỉ? Tiếp, what time is the cartoon on? Mấy giờ có màn hình? Thời gian đâu? Câu nào nói về thời gian giờ đâu? Không đúng, thời gian cơ. Thời gian là như nào? What time cơ mà? Mấy giờ đây, đáp án nào nó bây giờ đây? Đáp nào nó bây giờ? Tiếp đi. Ai là đạo diễn bộ phim? Bây giờ ai là đạo diễn bộ phim mà phải tìm một cái tên người đúng không? Tiếp. Bộ phim chiếu ở kênh nào? Rồi, tiếp nào. Tại sao bạn thích xem màn hình? Nào đấy. Tiếp nào.
Khi nào chung body part bad tạo ra cái gì nhỉ? Đây là cái tivi đầu tiên được chưa? Được tạo ra năm nào đấy? Đáp án nào đấy? Rồi how often thì mình mới là đáp án nào? Nói về tần suất mới là twice a week nhớ chưa? Where in Hollywood thì là in California. Rồi sau bài hôm nay cô sẽ gửi bài tập để làm nhá. Đấy thì bạn có thể làm một số bài vừa sức của mình thôi, nhưng mà phải làm thật kỹ, cẩn thận cho cô nhá. Nhất là phần nào về phần thi hiện tại thành rồi quá cứ tiếp diễn. Đấy hay là so sánh các thứ, mình càng học rồi càng phải làm thật kỹ. Ok, thank you so much em, bye bye. See you next time. Bye bye.